Thưa quý vị, một cảm giác mà có lẽ là bất cứ một người dân nào ở thủ đô Hà Nội đều rất dễ có thể nhận thấy trong sáng ngày hôm nay, đó chính là cảm giác se lạnh do nền nhiệt của thủ đô Hà Nội đã giảm thấp so với hôm qua và kèm theo đó là tình trạng mưa dông xuất hiện rải rác. Vâng, và đợt không khí lạnh đầu tiên này cũng đã khiến không ít người dân thủ đô suýt xoa và thích thú. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bao trùm khu vực Bắc Bộ hôm nay là bầu trời âm u, kèm theo mưa rào và dông. Riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ xuống thấp nhất là 20-23 độ, giảm khoảng 5 độ C so với ngày hôm qua. Người dân ra đường đã khoác thêm áo gió và thậm chí là áo mùa đông để phù hợp với sự thay đổi của thời tiết. Cái cảm giác se se lạnh đầu mùa khiến nhiều người cảm thấy thích thú. Dạng thời tiết này tiếp tục duy trì trong ngày mai, nhưng mưa giảm hẳn. Đây là một trong hai đợt không khí lạnh sẽ diễn ra từ nay đến hết tháng 10, khiến nhiệt độ khu vực này giảm. Do đây mới là những đợt khí lạnh đầu mùa nên cường độ yếu, chưa đủ sức kéo nhiệt độ xuống ngưỡng quá rét. Cũng theo cơ quan khí tượng, mùa đông năm nay sẽ ấm hơn nhiều năm, với mức nhiệt chênh so với nhiệt độ trung bình từ 0,5 đến 1 độ C ở vùng đồng bằng và từ 1 đến 1,5 độ C ở vùng núi. Dù vậy, với diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết thì sẽ vẫn có những đợt không khí lạnh rất mạnh khiến trời rét bất thường.